một tuần rồi luôn không biết. Đây, ví Đây, dụ như ví dụ này, như này, đây là đây là cái ví dụ như cái Tinh Tinh viết Tinh sếp Tinh hộp viết sếp lên hộp lên nhau để lấy nhau thức để ăn lấy này. thức ăn Ví này. dụ ban Ví đầu dụ ban nó đầu nhìn thấy rằng nó là nhìn nải thấy rằng chuối là nải rất là chuối sai, rất là sai, không làm thế nào không để làm lấy thế được, nào để đúng lấy không? được đó. Và nó đã Và học nó đã khôn học bằng khôn cách là bằng nó cách là nó trồng trồng các trồng cái hộp các cái lên hộp với nhau lên với nhau cao hơn cao và hơn nó lấy và được, nó lấy được, thì đây hẳn thì đây là một hẳn cái là hoạt một động cái hoạt động có điều có kiện điều và kiện và củng củng bằng cố cách bằng là cách dương là tính, dương tính, tức là gì, tức là gì, khi sếp khi trồng sếp hộp lên trồng nhau hộp lên nhau và đã lấy được và đồ đã ăn, lấy được đồ ăn, đúng không ạ? Đúng không? thì lần sau Thì lần nó biết sau rằng là nó biết nếu như rằng có là những cái nếu vật như ở có trên những cái cao vật ở như thế trên này, cao như thế này, nó chắc chắn nó nó sẽ chắc biết chắn xếp nó hộp sẽ biết xếp để hộp nó lấy tiếp để nó thức lấy ăn tiếp thức ăn đó. đó, Cái phản thì xạ như cái vậy phản xạ như gọi vậy là gọi là các cái phản xạ củng được cố củng và dương cố và tính. dương tính. À, À, học học ra do tò tò mò mò, đấy, đấy 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 cái cái tập tập tính tính của của động động vật vật nữa, nữa, còn còn có có thể thể là là có có học học do do tò tò mò, mò, tức tức là là gì, gì, à, cái cái đặc đặc tính tính tìm tìm hiểu hiểu này, này, nhận nhận biết biết môi môi trường trường xung xung quanh, quanh giúp giúp ích ích cho cho việc việc lẩn lẩn tránh tránh kẻ kẻ thù thù hoặc hoặc săn săn mồi mồi của của động động vật. vật. Nếu Nếu như như ở ở trong trong cái cái đời đời sống sống ở ở động động vật vật hoang hoang dã dã thì thì cái cái học học tò tò mò mò khá khá là là nhiều nhiều bởi bởi vì vì cái cái bản bản năng năng của của nó nó là là phải phải chống chống chọi chọi được được với với môi môi trường trường đó, đó, phải phải sống sống chống chống chọi chọi được được với với môi môi trường, trường phải phải chiến chiến thắng thắng kẻ kẻ địch, địch thế cho cho nên nên là là nó nó phải phải học học hỏi hỏi tò tò mò mò này, này, tìm tìm hiểu hiểu này, này, quan quan sát sát ạ. ạ. Ví Ví dụ dụ này, này, thí thí nghiệm nghiệm ở ở chuột chuột cống cống cho cho thấy thấy khi khi mà mà nó nó được được đưa đưa vào vào mê mê lộ lộ mà mà chuột chuột đã đã tiến tiến hành hành thám thám hiểm hiểm cái cái mê mê lộ lộ đó. đó. Nhờ Nhờ vậy vậy là là khi khi đưa đưa thức thức ăn ăn vào vào thì thì nó nó đã đã tìm tìm được được đường đường đến đến lấy lấy thức thức ăn ăn một một cách cách nhanh nhanh chóng chóng nhất. nhất. Đó. Học Học ra ra cho cho tò tò mò mò đó. đó. Hay là Hay là học học khôn. khôn. À, À, học học khôn khôn tức tức là là khả khả năng năng nhớ nhớ lại lại những những cái cái kinh kinh nghiệm nghiệm đã đã có có và và sử sử dụng dụng chúng chúng trong trong tình tình huống huống mới. mới. À, À, ví ví dụ dụ như như cái cái học học khôn khôn ở ở cái cái ví ví dụ dụ của của con con Tinh 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 ấy. ấy. Đó, Đó, học học khôn khôn là là gì? gì? Biết Biết xếp xếp hộp. hộp. Nhưng Nhưng giả giả sử sử có có một một cái cái con con Tinh 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 khác khác đứng đứng ở ở ngoài ngoài mà mà nhìn nhìn thấy thấy cái cái con con Tinh 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 này này à à xếp xếp hộp hộp là là lấy lấy được được đồ đồ ăn ăn ở ở trên trên cao cao đấy đấy thì thì chắc chắc chắn chắn rằng rằng là là cái cái con con Tinh 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 đứng đứng ở ở ngoài ngoài này này lần lần sau sau nó nó nhìn nhìn thấy thấy như như vậy vậy nó nó cũng cũng sẽ sẽ đi đi làm làm như như vậy vậy cũng cũng sẽ sẽ biết biết rằng rằng xếp xếp hộp hộp cao cao lên lên để để lấy lấy đồ đồ ăn ăn đó đó thì thì cái cái quá quá trình trình đó đó gọi gọi là là khôn khôn khả khả năng năng nhớ nhớ lại lại những những kinh kinh nghiệm nghiệm mà mà đã đã có có đã đã sử sử dụng dụng chúng chúng trong trong tình tình huống huống mới mới học học khôn khôn là là khả khả năng năng của của nhiều nhiều động động vật vật trên trên cơ cơ sở sở nhớ nhớ lại lại các các tình tình huống huống tương tương tự tự mà mà chúng chúng đã đã thực thực hiện hiện thành thành công. công. Kết Kết quả quả của của các các cái cái thử thử nghiệm nghiệm đúng đúng sai, sai, thí thí nghiệm nghiệm là là quả quả cho cho thấy thấy chúng chúng có có khả khả năng năng lấy lấy thức thức ăn ăn treo treo ở ở đầu đầu dây dây bằng bằng cách cách là là dùng dùng mỏ mỏ và và dùng dùng chân chân kéo kéo dần dần cái cái dây dây của của thức thức ăn ăn lên. lên. Đó, Đó, tức tức là là trong cái trong thí cái nghiệm thí này nghiệm này 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 người người ta ta buộc buộc ở ở đầu đầu dây dây một một cái cái thức thức ăn ăn một cái cái quả quả chẳng chẳng hạn hạn xong xong người người ta ta treo 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 cái cái quả quả đó đó ở ở trên trên cái cái dây dây thì thì ban ban đầu đầu là là quả quả không không hà hà nào nào để để ăn ăn được được đúng đúng không? không? Thế Thế là là quả quả đã đã lấy lấy thức thức ăn ăn bằng bằng cách cách là là dùng dùng mỏ mỏ và và chân chân kéo kéo dần dần đầu đầu ăn ăn này, kéo 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 dần dần cái cái dây dây lên lên để để cho cho cái cái quả quả thức thức ăn ăn đấy đấy nó nó gần gần mình mình đó. đó. À, À, thì thì cái cái việc việc mà mà học học khôn khôn đó đó là nó là tích nó lũy tích lũy trong trong cái cái quá quá trình trình là là sống sống nó nó quan quan sát sát đồng đồng bọn bọn này này hoặc hoặc là là nó nó hướng hướng đến đến là là nó nó phải phải ăn ăn thế thế thì thì nó nó sẽ sẽ học học được được đúng đúng không? không? Ở Ở các các loài loài thú thú có có hoạt hoạt động động thần thần kinh kinh cao, cao, chúng chúng còn còn có có khả khả năng năng suy suy nghĩ nghĩ để để tìm tìm ra ra các các cách cách hoạt hoạt động động phù phù hợp hợp hơn. hơn. Đó. Đó. Các Các bạn bạn thấy thấy ở ở các các loài loài thú thú có có hoạt hoạt động động thần thần kinh kinh cao, cao, chúng chúng còn còn có có khả khả năng năng là là suy suy nghĩ nghĩ để để tìm tìm ra ra các các cách cách hoạt hoạt động động mà mà nó nó phù phù hợp hợp hơn. hơn. À, À, như như vậy vậy là là nếu nếu như như mà mà nó nó có có những những cái cái hành hành động động nó nó phù phù hợp hợp hơn hơn thì thì cái cái quá quá trình trình sống sống của của nó nó sẽ sẽ diễn diễn ra ra dễ dễ dàng dàng hơn hơn đúng đúng không không ạ? ạ? Ví Ví dụ dụ là là gì? gì? À, À, thay thay vì vì
đích được điều hòa do cái hoạt động của các tuyến nội tiết trong cơ thể động vật. Các cái hormone thì đã gây lên sự thay đổi của môi trường. Bên trong đó chính là hệ thần kinh ạ. Các tác động của hormone đến tập tính theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như kích thích sự phát triển của các cơ quan dưới dạng là khác nhau của các vật tính, ảnh hưởng đến giai đoạn phát triển sớm của hệ thần kinh trong thời kỳ phát triển khô. Nói chung là sự điều hòa vật tính thì sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thần kinh và của các hormone. Các cái tác động này sẽ gây nên biến đổi cái cơ quan ngoại vi và tham gia vào sự kích thích hệ thần kinh trung ương và theo con đường cảm giác. Tác động đến trung khu đặc biệt của cỏ não đó là vùng dưới đồi của động vật có vú tuyến yên đó và gây lên những ảnh hưởng không đặc hiệu lên cơ thể động vật. Ví dụ như là sự di cư đẻ trứng của cá mẹ phụ thuộc vào hormone của tuyến yên và tuyến giáp, hay là tập tính đẻ trứng của chim bồ câu do sự tiết hormone của tuyến yên FSH và LH, sau đó là estrogen của buồng trứng khi chim mái nhìn thấy chim trống, và tập tính ấp trứng cũng được điều hòa bằng progesterone. Những cái tập tính này thì hoàn toàn được, ví dụ tập tính đẻ, tập tính mà duy trì nòi giống sinh sản thì đa phần là được điều tiết của cái hormone. Điều tiết của hormone và cụ thể hormone ở đây là FSH và LH do tuyến yên. Sau khi mà con vật đã đẻ trứng này, có con này, thì lúc đó là cái tập tính, cái bản năng làm mẹ của con vật, ví dụ như ấp trứng này, nuôi con này, thì lại được phát huy bằng các cái hormone như là progesterone. Đó. Cho nên là người ta nói rằng là cái sự điều hòa tập tính của động vật đấy được quy định chặt chẽ bởi hormone và cái sự chỉ đạo của thần kinh trung ương. Thì với bài là tập tính của động vật, cảm giác tập tính của động vật và các cái phản ứng thích nghi của động vật với môi trường bên ngoài, thì tôi đã trình bày như vậy với tất cả các cái nội dung. Các anh chị có hỏi gì không? Tôi để cho các bạn 2 phút xem suy nghĩ có hỏi gì không. Nếu hỏi gì để tôi giải đáp, còn nếu không hỏi gì để mình chuyển sang phần mới. Cảm ứng và thích nghi của sinh vật ạ. Với các nội dung là cảm ứng của thực vật và cảm ứng của động vật, đa phần thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho với các bạn về cái cảm ứng của động vật, vì chúng ta là bên chuyên ngành thú y, cho nên là các phần về động vật thì tôi sẽ nói ít hơn. Cô ở phòng cơ chế tác động của cytokine đó cô, nó có giống với lại
Tôi sẽ phát tác động động của đấy đấy là là bên bên thực thực vật vật đúng đúng không? không? Tôi Tôi sẽ sẽ phát phát động động của của oxy oxy ạ. ạ. Dạ. Dạ. Thì nếu ta giống với lại oxy vô, tại vì trong bài thì có cơ chế tác động của oxy, nhưng mà cái cytokinin ạ. Trong cái bài này mình chỉ đưa ra hai hormone, một là cái hormone oxy ạ, là hormone kích thích, và hai là cái hormone ức chế là ADP. Trên thực vật thôi, trên thực vật thôi. Chứ cái bạn hỏi nó là cái phần nào đó, có trong bài đâu. Cái phần này trong câu hỏi ôn tập có cô thì có cái phần của axi và cytokinin đó cô. Thế thì trong bài này không có nữa em. Thì cái câu hỏi em có thể bỏ qua, lớp mình có thể bỏ qua. Vì trong giới hạn chương trình này thực ra về thực vật là ban đầu mình cũng định là không soạn ạ. Nếu không bạn nào hỏi gì nữa thì mình chuyển sang cái phần tiếp theo được không ạ? Tôi chuyển sang phần tiếp theo nhé.